Xin chào các bạn, hôm nay thì xin mời mọi người cùng vào bếp nấu với mình một món chè nữa, đó chính là món chè bơ. Thì bơ có rất là nhiều cách để ăn, các bạn có thể dầm sữa hoặc là mình xay sinh tố. Thì hôm nay mình hãy thử thay đổi bằng cách mình nấu cái món chè bơ với mình nha. Bơ thì rất là tốt cho sức khỏe mà lại còn đẹp da nữa các bạn, và không hề gây béo luôn. Và cách nấu chè bơ của mình thì khá là đơn giản, chè khi nấu xong thì có vị thanh mát, không quá ngọt. Và để biết cách nấu chè bơ như thế nào thì xin mời mọi người hãy cùng mình vào bếp nha. Khi xem video thấy hay và hữu ích đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký nhé. Thì để bắt đầu làm, mình sẽ đi làm cái phần sốt bơ trước nha các bạn. Mình có chuẩn bị ở đây là một trái bơ 200g, 50g đường cát, 50g sữa đặc, một gói sữa tươi không đường hoặc là có đường 220ml nha các bạn. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng vào bếp làm với mình nha. Trước tiên thì mình sẽ đi gọt vỏ cái phần bơ này ra trước nha các bạn. Khi đã gọt vỏ xong thì mình cắt nhỏ cái phần bơ này ra. Rồi mình cho bơ vào trong cái ca xay sinh tố. Tiếp theo là cho hết 50g đường vào, 50g sữa đặc. Cuối cùng là mình cho vào đây một gói sữa tươi. Những nguyên liệu thì mình cũng đã cho vào xong hết. Thì mình sẽ đem xay nhuyễn cái phần hỗn hợp này ra. Khi đã xay xong rồi thì mình cho cái phần sốt bơ này ra ngoài một cái tô nha. Cho ra ngoài tô xong thì mình để qua một bên nha. Mình đi làm tới cái phần thạch rau câu. Để làm rau câu thì mình sử dụng ở đây là bột rau câu con cá dẻo nè các bạn. Gói này là 12g. Mình cho hết ra ngoài một cái chén. Cho vào xong thì các bạn cho vào đây là 2 muỗng canh đường, tương đương với lại là 20g nha. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Khi đã trộn đều xong thì các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước 1 lít nha. Rồi mình cho cái phần hỗn hợp rau câu này vào. Khuấy tan ra để cho cái phần rau câu này nở tầm khoảng 30 phút rồi mình sẽ quay trở lại nấu nha các bạn. Với phần rau câu mình sẽ làm cho nó dai một chút xíu nên là mình chỉ cho 1 lít thôi. Còn các bạn không thích dai quá thì mình có thể tăng cái lượng nước lên tầm khoảng là 1 lít rưỡi. Sau khi nồi rau câu đã để được 30 phút thì mình đặt lên trên bếp nấu. Mình nấu cho cái phần hỗn hợp rau câu này nó sôi lên nha các bạn. Khi nấu thì mình khuấy liên tục như vậy để cho cái phần rau câu nó không có bị dính ở dưới đáy nồi. Nồi rau câu mình nấu cũng đã sôi được 5 phút rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tắt bếp. Sau khi mà mình tắt bếp cái phần rau câu đó các bạn, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén và mình múc một ít sốt bơ mình cho ra ngoài nha. Cho tầm khoảng 2 giá như thế này là được rồi. Mình để qua một bên. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái phần rau câu nè. Mình cho vào trong chén. Mình cho một chén rau câu dẻo vào trong cái tô sốt bơ nha các bạn. Vừa cho mà mình vừa khuấy cho cái phần sốt bơ này nó được đều hơn. Cái phần sốt bơ này mình sẽ không có cho quá nhiều rau câu. Nếu mà các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ bị cứng, ăn không có ngon, nên là mình cho vừa phải thôi. Hỗn hợp bơ thì mình cũng đã khuấy cho nó tan đều hết rồi nè các bạn. Thì mình chuẩn bị ở đây một ít khuôn bánh lăng nha. Mình sử dụng ở đây là 8 cái. Rồi từ từ mình cho cái phần sốt bơ này vào. Mình cho hơn nửa khuôn. Phần sốt bơ thì mình cũng đã cho hết vào trong khuôn rồi. Và mình để qua một bên, mình đổ tới cái phần thạch rau câu. Mình múc cái phần rau câu còn lại này các bạn, mình chia ra làm 2 chén. Chia ra ngoài 2 chén xong rồi thì một bên mình để màu trắng, một bên mình cho một ít màu lá dứa vào nha các bạn, để cho cái phần thạch của mình nó xanh xanh nhìn đẹp hơn. Còn các bạn không có thì mình có thể bỏ qua, mình đổ cái phần thạch trong thôi cũng được. Trộn đều lại. Màu xanh như vậy là được rồi nha các bạn. Thì mình sẽ để cái sốt bơ và hai cái phần hỗn hợp rau câu này vào trong tủ lạnh để cho nó đông hẳn. Trong thời gian mà mình chờ đợi cái phần rau câu nó đông lại đó các bạn, thì mình có sử dụng thêm ở đây là 50g bột bán. Bột bán này thì mình cũng đã ngâm được 30 phút rồi nè. Thì mình cho hết vào trong nồi để nấu cho cái phần bột bán này nở ra nha. Nồi bột bán thì mình cũng đã nấu cho nó sôi lên nè các bạn. Khi mà các bạn dùng vá múc lên mà cái hàng bột bán nó trong trong như vậy là đã được rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp.
Mình sẽ đem rửa qua với lại nước sạch nha, để cho cái phần bột bán này nó hết cái mùi hôi. Bột bán thì mình cũng đã rửa qua với lại nước lạnh này nè các bạn. Cái phần bột bán của mình trong như vậy rất là ngon luôn nha. Thì mình để qua một bên, tiếp tục mình đi pha tới cái phần nước cốt để mà một lát mình ăn chè. Để làm phần nước cốt thì các bạn cho vào trong tô là 250 ml nước sôi. Rồi mình cho vào đây là 70 g đường. Đồ ngọt như thế này là mình thấy vừa rồi các bạn, không ngọt quá. Còn nếu các bạn ăn ngọt hơn thì mình gia giảm cái lượng đường nha. Và cũng cho vào đây là 60 g sữa đặc. Phần sữa đặc thì mình sẽ cho vào trước, trong lúc cái phần nước của mình nó còn nóng đó các bạn, thì nó sẽ tan ra hết. Khi đã hòa tan xong thì mình cũng cho vào trong tô là 120 g sữa tươi. Sữa tươi này thì các bạn có thể sử dụng không đường hoặc là có đường nha. Và nước cốt dừa mình cũng sử dụng ở đây là 125 g nước cốt dừa lon nha các bạn. Hỗn hợp thì mình cũng đã cho vào hết rồi, thì bây giờ mình quậy đều lên. Nước cốt dừa ở đây mình sử dụng hiệu Wonder Farm nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái món nước cốt rồi, mình để qua một bên và chuẩn bị thưởng thức chè nha. Phần nước cốt thì cũng pha xong. Và cái phần rau câu của mình nó cũng đã đông lại nè các bạn. Thì bây giờ mình lấy ra ngoài, chuẩn bị cắt ra nha. Màu xanh lá dứa rất là đẹp luôn. Để cắt thì mình sẽ dùng cái bàn chấn. Mình cắt để cho cái phần thạch này nó có hình răng cưa nè các bạn. Xong thì mình chấn ra làm hai. Rồi mình cắt vuông vuông lại. Mình cũng sẽ làm tương tự với cái phần thạch màu trắng như vậy luôn nha các bạn. Tất cả nguyên liệu để làm chè bơ thì mình cũng đã làm xong hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ chuẩn bị bày ra ngoài đĩa và thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình lấy cái hộp bơ nè. Sau đó mình dùng cái muỗng. Các bạn lấy ra bằng cách thông thường. Mình lấy nhẹ nhẹ ra như thế này là được nè các bạn. Vì cái phần bơ của mình nó hơi mềm. Lấy ra xong thì mình cho vào bên trong đĩa. Hai phần bơ thì mình cũng đã lấy ra xong rồi này các bạn, rất là mịn luôn nha. Thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần topping vào. Đầu tiên là mình cho cái phần bột bán nè. Cho một ít thôi nha. Tiếp theo là tới cái phần rau câu lá dứa. Mình làm cho màu xanh đó các bạn thì nhìn nó sẽ đẹp và bắt mắt hơn. Thêm một ít rau câu trong nữa. Cuối cùng thì mình cho vào một ít nước sốt bơ lúc nãy mình đã chừa lại đó các bạn. Cuối cùng mình chan vào cái phần nước cốt lúc nãy mình đã làm. Như vậy là mình đã xong một đĩa chè bơ rồi nè. Chè bơ thì mình cũng đã múc ra ngoài đĩa xong hết rồi các bạn. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Đây là cái đĩa chè bơ nè. Mình có cho cái phần nước cốt dừa vào nên là rất là thơm. Và đây là cái phần bơ của mình. Múc ra rất là mịn luôn nè các bạn. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Phần sốt bơ mình làm rau câu đó các bạn, rất là mịn và mềm luôn nè. Cái công thức mình cho như vậy là chuẩn nha. Còn nếu các bạn cho nhiều quá thì cái phần sốt bơ của mình nó sẽ bị cứng và ăn không ngon. Còn cái phần thạch rau câu mình làm rất là dẻo. Bột bán thì dai dai. Còn nước cốt dừa thì vị ngọt thanh, không quá ngọt. Nếu các bạn chưa làm thử thì hãy cùng vào bếp làm với mình cái món chè bơ này nhé. Vừa đơn giản mà lại ngon. So với cách truyền thống thì cách này dễ làm hơn. Và khi các bạn ăn cũng không có bị ngán quá nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc các bạn thành công.